của Nuobu mời người thợ khéo đan lát Nhật Bản đến đan thuyền mới để chở thóc lúa. Vào những ngày này, người Hà Nhì đều chuẩn bị rượu thịt và các món ăn, vì trong khi thu hoạch nhất định phải mời người làm giúp. Người Hà Nhì giúp đỡ nhau không cần trả thù lao, nhưng chủ nhà phải thiết đãi bữa cơm tối chu đáo. Đây là một tập quán có từ xa xưa. Nuobu cũng ra chợ mua các thức ăn để làm cơm chiêu đãi. Nhà Nuobu đã bắt đầu thu hoạch, bà con hàng xóm đến giúp đỡ. Đây là một ngày rất quan trọng. Đã đến tháng 8, gặt lúa tháng 8, người đông như đàn cá bơi. Vụ mùa tháng 8, lúa vàng mãi tận chân trời, mang thuyền làm bằng cây hương xuân và túi gai mẹ đã đan, mang liềm sắt như mũi giáo vàng, đi gặt lúa cha chồng ở ruộng bậc thang, đàn bà chất lúa bên bờ, đàn ông kéo thuyền lúa ra giữa dòng nước, lúa dập dình như đàn ong múa lượn, hạt lúa như đàn ong mật, chất hai bên thân ngựa. Thuyền chở lúa là kết tinh của trí tuệ lao động của người Hà Nhì. Ở trên núi cao, làm ruộng bậc thang, chỉ có thứ thuyền này mới thích hợp, gọn nhẹ, đỡ tốn sức. Không chỉ riêng người Hà Nhì, mà nhiều nước khác trong lưu vực sông Lam Thương Mekong cũng sử dụng loại thuyền gọn nhẹ này ở ruộng bậc thang. Lòng anh chẳng như ơi giảm còn. Ở miền đồng bằng của các nước, việc thu hoạch hiện nay đã dùng máy tuốt lúa. Các môi trường khác nhau sẽ có cách thức khác nhau, công cụ lao động khác nhau, nhưng đều có một điểm chung. Ngày mùa luôn luôn là ngày hội của người nông dân. Cách gặt lúa nước ở vùng ven hồ Inle, Myanmar thực là độc đáo. Lúa ở đây mọc trong nước, gặt lúa cũng ở trong nước. Người ta đứng dưới nước ngập ngang thắt lưng để cắt lúa, nên rất cần có kỹ xảo và chịu thương chịu khó. Lúa gặt rồi thì bó thành lượm, treo trên giá gỗ bên bờ ruộng nước để phơi, khi khô ráo rồi mới vận chuyển về nhà. Ở những nơi sông ngòi kênh rạch chằng chịt thì lúa gặt xong sẽ chất lên thuyền chở đi ngay. Nhưng ở ruộng bậc thang trên sườn núi thì Nuobu và bà con đến làm giúp phải gùi lúa về nhà.
Đó là bạn sao? Theo tập quán, tối nay Nu Pu thết đãi bà con đã đến làm giúp nhà mình. Anh hát các bài ca dao để tỏ lòng cảm ơn. Theo tập quán ở Myanmar, sau khi thu hoạch mùa màng, người ta tổ chức lễ dâng thần rất long trọng. Họ dâng thành quả lao động đến miếu thờ, dâng lên thần linh, tức bà mẹ của đất. Người dân ở lưu vực sông Lan Thương Mekong từ xa xưa vẫn kính sợ thiên nhiên, tư tưởng cảm kích trước sự ban ơn của thiên nhiên, thuận theo và tôn trọng thiên nhiên ăn sâu trong tâm thức của con người. Ở miền nam tiểu vùng sông Mekong, cảnh sắc nơi nơi sau khi thu hoạch là một màu vàng óng, ai cũng bận rộn mải miết. Sản phẩm thóc sau khi thu hoạch hầu như không cần chất vào kho mà bán luôn cho nhà máy xay sát gạo, trực tiếp biến thành hàng hóa. Lượng trao đổi sản phẩm gạo ngày càng tăng, thì kỹ thuật gia công chế biến hạt gạo cũng tiến bộ và ngày càng hiện đại. Tiểu vùng sông Mekong là nơi sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Tình hình mùa màng ở đây ra sao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả trên thị trường lương thực thế giới. 10 tháng đầu năm 2007, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, đạt doanh số 1,5 tỷ đô la. Cách đây 40 năm, Campuchia đã từng là nước xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới. Kể từ sau năm 1965, Việt Nam và Thái Lan đã tiến bước trở thành các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Người ta có thể thường xuyên nhìn thấy các tàu thuyền chở gạo đi lại trên sông Mekong. Mekong là dòng sông của gạo. Sự phát triển của kỹ thuật nông nghiệp là nguyên nhân chủ yếu làm cho Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Chính phủ Thái Lan rất coi trọng chất lượng của gạo. Gạo hương nhài là thứ gạo tẻ rất nổi tiếng của Thái Lan. Hiệp hội Thương mại Thái Lan đã tiến hành xét nghiệm ADN đối với gạo hương nhài. Kết quả đạt tiêu chuẩn rồi mới cấp giấy chứng nhận cho phép xuất khẩu.
Hạt của các loại gạo tẻ đều có tiêu chuẩn độ dài khác nhau. Trên thị trường lương thực quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng sẽ trực tiếp quyết định giá gạo. Lúa nước là nông sản chủ yếu của Thái Lan, là thứ lương thực không thể thiếu của người dân Thái Lan và cũng là thứ nông sản quan trọng để thu ngoại tệ về cho đất nước. Thái Lan có khoảng 10,78 triệu hecta ruộng trồng lúa. Sản lượng gạo mỗi năm đạt gần 3 triệu tấn, chiếm từ 7 đến 9% tổng sản lượng gạo trên thế giới. Lượng xuất khẩu mỗi năm đạt 25 đến 35% tổng lượng gạo mua bán trên thế giới. Gạo là nguồn của cải quan trọng của các nước thuộc lưu vực sông Lam Thương Mekong. Vụ gặt mùa thu của người Hà Nhì đã kết thúc. Kho thóc của từng nhà từng hộ đều đầy ắp. Vào dịp này, người Hà Nhì phải chuẩn bị vui đón ngày lễ quan trọng Ang Ma Tu. Người ta chảy chuốt trang điểm và mặc những bộ quần áo đẹp. Ang Ma Tu là tiếng Hà Nhì. Ang nghĩa là sức mạnh lớn nhất, Ma nghĩa là đồ sộ, mang tính nữ. Tu nghĩa là kính cẩn với bề trên. Tu 的意思是向上和敬仰. Theo lịch của người Hà Nhì, ngày lễ Ang Ma Tu là ngày Tết bắt đầu cho một năm. Vào ngày này, mỗi gia đình đều khiêng bàn ra xếp thành dãy dài, bày lên đó những thức ăn ngon nhất của nhà mình. Toàn thể dân bản làng đều quây quần sum họp, uống rượu, hát ca và chúc tụng lẫn nhau. Ang Ma Tu thể hiện lòng cảm kích của mọi người đối với đất mẹ và mùa màng. Dân bản tập hợp như cùng một nhà chung sống yên vui. Từ bao đời nay, họ đã tổ chức như thế này. Mùa thu nào cũng đem lại cho họ biết bao tình đằm thắm và niềm vui vô tận. Thông qua bữa liên hoan như thế này, thế hệ trẻ sẽ ý thức được rằng nhất định phải mãi mãi gìn giữ truyền thống cổ xưa, chung sống hài hòa. Bữa cơm Tết đã kết thúc, người ta lại trở lại với đất mẹ, sẽ lại bắt đầu cày cấy gieo trồng. Hạt lúa vẫn được gieo xuống như những năm tháng xa xưa, mang theo niềm khát vọng của mọi người, sinh trưởng, rồi lại đến ngày thu hoạch.